Hello. Tiếp tục một siêu phẩm này mà em Hoàng Huệ muốn chia sẻ cho các anh chị em khách hàng mình nhé. Một dòng kẹo cực kỳ ngon luôn ạ. Không hề quảng cáo bốc về sản phẩm nhé. Dòng kẹo này ạ, ăn một cái đã cảm thấy tại sao người dân bên Nga, nhà sản xuất lại có thể sản xuất ra một cái dòng kẹo lại vô cùng đặc sắc đến như vậy nhé. Sự kết hợp của lạc tán nhỏ này giòn ngon bùi thơm ở bên ngoài, các anh chị em mình có thể nhìn thấy rõ. Đây là mặt dưới của chiếc kẹo và đây là phần mặt trên của chiếc kẹo nhé. Lạc tán nhỏ này giòn bùi ngon ngậy là có sự tuyển chọn này, ăn vô cùng chất lượng từ bên ngoài lẫn bên trong luôn nhé. Các chị em mình có nhìn thấy những cái hạt màu nâu được không ạ? Những hạt màu nâu này đó chính là nho khô nhé, nho khô này và phủ trên một lớp sô cô la lâu. Khi mà mọi người mua ăn các chị em mình sẽ cảm nhận là cắn miếng đầu tiên này có cái vị ngon bùi ngậy, không hề ngọt khé một chút nào luôn ạ. Ăn đến cái thứ ba, thậm chí là em ăn đến cái thứ tư vẫn có thể ăn được tiếp, không hề ngấy ngán luôn. Dưỡng chất từ nho khô này, sắt, vi chất dinh dưỡng này, đạm, protein từ hạt lạc rang bùi thơm ngậy này, phủ bên ngoài là một lớp sô cô la lâu rất là mỏng nhẹ, tạo sự kết dính giữa nho này và lạc, cộng với ôm tròn chiếc kẹo ở bên trong nhé. Về miêu tả chiếc kẹo ở bên trong thì có khoảng tầm 4 đến 5 tầng xốp mỏng. Trong tầng xốp mỏng thì lại có sô cô la lâu, và giữa sự bao phủ kết hợp từ phần bên ngoài của lạc và nho này, bao phủ bởi lớp sô cô la, thì bên trong là một lớp mạch nha mỏng dai. Các chị em mình ăn có cái độ cứng giòn của kẹo chất lượng mới này, mà lại có cái độ ngon bùi dai dẻo hơi xốp của phần bánh quy xốp ở bên trong nhé. Phần bánh xốp đấy ạ, mà các chị em mình hay ăn kẹo xốp ấy, thì cái phần xốp mỏng bên trong là có từ 4 đến 5 tầng xốp nhỏ này, giữa những tầng xốp nhỏ là sô cô la lâu, và bao phủ tất cả 5 cái tầng xốp đấy lại là một lớp mạch nha dai ngọt, để quyết định lên cái độ ngọt vừa của cái chiếc kẹo này nhé. Đan xen với độ ngon bùi này, béo ngậy thơm của lạc và hơi chua chua, có độ ngọt chua chua của nho khô. Thực sự cực kỳ ấn tượng và chất lượng với cái chiếc kẹo. Dòng kẹo này gọi là Step Mix Tím. Đấy. Chính thức là hôm nay em bóc này và ăn cảm nhận miêu tả cho các chị em mình ạ. Phải nói là chấm 9,5 điểm cho cái dòng chiếc kẹo này. Với những chị em nào mà là tín đồ của dòng sô-cô-la và kẹo ngon chuẩn chất lượng này, mình ăn ít thôi, không cần ăn số lượng nhiều đâu các chị em ạ. Và em xin giải thích với các chị em mình là không phải loại sô-cô-la nào cũng giống sô-cô-la nào nhé. Sô-cô-la hàng châu Âu chất lượng sẽ khác với những cái dòng sô-cô-la bình dân khác đấy. Tại vì sao mà giá thành của cái dòng kẹo này hơn 100.000 một gói, nặng 500 gram, thì các chị em mình biết là bên Nga họ quan trọng sản xuất về chất lượng hơn là số lượng. Không phải các chị em mình hỏi em là gói kẹo là bao nhiêu lạng hoặc bao nhiêu cân đâu, mà mọi người hãy mua ăn thưởng thức chất lượng trên từng chiếc kẹo luôn nhá. Đó mới là mục đích của nhà sản xuất gửi đến tay người tiêu dùng. Đấy, phải nói là thực sự không hề hối tiếc khi các chị em mình đặt mua cái dòng kẹo này nhé. Khách ăn một cái đầu tiên cảm nhận cái độ ngon luôn của chiếc kẹo này rồi ạ. Chứ không cần phải quảng cáo nhiều. Mọi người nếu mà không mua được hẳn một gói này, ăn thử thì bên em có bán lẻ cho các chị em mình nhé. Bán theo lạng tổng hợp các loại kẹo cho mọi người ăn thử về cái chất lượng kẹo bên em nhé. Bên em đang có sẵn phá lẻ bóc đấy ạ. Mọi người phải nhanh tay để đặt mua kẹo phá lẻ bóc nhá, không tới đây là em sẽ còn toàn gói kẹo nguyên thôi, không còn bóc phá lẻ nữa.
Đấy, dòng kẹo này thực sự là cực kỳ ngon và chất lượng nhé. Các chị em mình ăn đến cái thứ ba, thứ tư, nếu mà là tín đồ ăn kẹo sô-cô-la ngon chất lượng như em thì phải, đây, bỏ kẹo em ăn đây, thì phải ăn đến cái thứ ba, thứ tư luôn nhé. Đấy, mình ăn ít nhưng mà ăn chất lượng ạ. Còn với những anh chị em khách hàng nào mà muốn mua làm quà biếu lễ Tết này, hoặc những cái dịp lễ lớn ý nghĩa của gia đình này và họ hàng nội ngoại đôi bên này, thì các chị em mình liên hệ với em Hoàng Huệ qua số điện thoại là 0357 646865 nhé, để có thể dinh về cho mình những cái dòng kẹo chuẩn chất lượng sô-cô-la của Nga này, có sự kết hợp vô cùng độc đáo và tinh tế này, đem đến cái nguồn dinh dưỡng dồi dào cho sức khỏe khi kết hợp các loại hạt này. Trong đó những cái dòng kẹo sô-cô-la của Nga thì đa phần là kết hợp hạt hạnh nhân này, hạt mắc ca, hạt nho khô này, hạt lạc và hạt, đa phần là những cái dòng hạt vô cùng chất lượng luôn, ăn rất là tốt cho sức khỏe nhé. Thì các chị em mình có nhu cầu mua hàng thì nhắn tin liên hệ, em xin nhắc lại số điện thoại bên em là 0357 646865 nhé. Đây chỉ là một trong số những cái dòng kẹo mà bên em đang có sẵn, nên là mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ nhắn tin, nhập số điện thoại qua Zalo là 0357 646865, hoặc các chị em mình có thể gọi điện trực tiếp này hoặc là nhắn tin cho bên em nhé. Cam kết bên em chỉ bán hàng chuẩn loại 1, hàng ngon chính hãng. Mọi người phát hiện hàng kém chất lượng cũng như là phát hiện hàng loại 2 này, hàng không đúng với chất lượng quảng cáo bên em, thì bên em hoàn tiền cho các chị em mình về cái chất lượng hàng khi bên em đặt mua và ship gửi đến tay các chị em mình nhé, để mọi người yên tâm khi đặt mua tại địa chỉ chuẩn đảm bảo bên em uy tín luôn nhé. Một lần nữa em xin cầm lại cho các chị em mình để chiêm ngưỡng chiếc kẹo này. Đó, vô cùng chất